Cô Hương. Đâu chui ra vậy? Con ngoài ngõ. Con tính là đi vô đây con nói chuyện vui vẻ thoải mái với cô Hương, nhưng mà nói chuyện vui vẻ thoải mái mà giơ tay giơ chân giống như là chuẩn bị đánh tôi vậy đó. Thì ý là cũng có chút hơi quạo á. Quạo gì, ai làm gì cô quạo? Cô Hương. Thiệt á, sao con ngộ ghê á, giống như cô cháu mình khắc khẩu ha. Đúng rồi, nói chuyện nhau hồi quạo à ha. Cô Hương, con hỏi cô Hương nè, nãy con nghe láng tháng là cô Hương nói với bé Hoang á là có chồng rồi thì chỉ lo cho nhà chồng thôi, không được về nhà mẹ đẻ là sao, con không đồng ý nha. Cái đó là cái câu ca dao tục ngữ ha, mà hồi xưa cho tới bây giờ cũng vậy. Gái mà một khi lấy chồng rồi thì phải biết mà gọi là cúc cung tận tụy với chồng nha. Nếu mà nói cái câu đó là phải là chị Xui nói với tôi ha, còn cô là con của chị Xui, cô không được quyền nói với tôi vậy. Con trai của tôi thì sao mà biểu tôi phải dạy hả? Đáng lý ra là mẹ con phải nói chuyện trực tiếp với cô, nhưng mà cái này là tại vì con cũng thuộc dạng đồng trang phải lưới với em con, cho nên là con hiểu nỗi khổ của nó. Cô nghĩ sao vậy, nó lấy chồng xong cuối cùng á chồng nó bận trăm công ngàn việc á, đôi khi cả tuần á không thấy mặt mũi chồng đâu á, coi sao được. Cô nói lại mạnh hùng sao đi chứ. Bữa giờ tôi nghe nhiều thông tin lạ về Dượng Ba lắm nha. Có chuyện gì ạ? Dượng Ba càng ngày á càng làm ăn kiểu trì trệ, hiểu không, chậm tiến độ lắm. Thì đấy, em cũng nghe hình như là chú Ba hình như là định bỏ nghề rồi tìm kiếm việc khác hay sao ấy. Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 la, là một khúc ca cho mỗi nhà.